Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong series Radio Postcard Lời của Bác do Media 21 thực hiện. Và tôi là Bùi Chí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong không gian âm thanh lịch sử này. Thưa quý vị, series podcast Lời của Bác với những nội dung radio rất đặc biệt nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất được trích xuất từ những bản gốc thu âm các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ trước. Bên cạnh những tư liệu gốc, chúng tôi cũng mong muốn được cùng quý vị tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử cũng như những tác động quan trọng từ những bài phát biểu đặc biệt này và những bài học được để lại cho ngày hôm nay. Thưa quý vị, với bất kỳ bài phát biểu nào thì đều có những cao trào, những điểm nhấn quan trọng nhất. Đó là thời điểm những câu nói, những thông điệp, những lời khẳng định quan trọng nhất được đưa ra. Và chắc chắn đó cũng là những khoảnh khắc để công chúng đón nhận, gắn kết bằng cả trí tuệ và cảm xúc, bằng những tràng pháo tay, tiếng hò reo muôn người như một. Như trong buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu quan trọng đã có một lời nhấn mạnh đầy tự hào. Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Đảng ta thật vĩ đại. Lời khẳng định đầy tự hào đó từng được xuất hiện trước đó tròn 60 năm. Và ngọn nguồn lịch sử của lời khẳng định đó sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trước tiên, xin cùng nghe lại những thanh âm từ lịch sử. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại. Thưa quý vị, những thanh âm này đã ra đời hơn 60 năm trước đây. Năm 1960, khi Đảng ta tròn 30 tuổi, cần có sự tổng kết về lịch sử đấu tranh anh dũng, đầy hy sinh của Đảng, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu sau 3 thập kỷ Đảng hoạt động và lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, chỉ ra những nhiệm vụ mới phải làm để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi tới những thắng lợi to lớn và vẻ vang hơn nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp soạn thảo một bài diễn văn tròn 1.000 chữ đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, để đảng viên nói riêng và nhân dân ta nói chung thực sự tự hào về lịch sử 30 năm vẻ vang của Đảng, cũng như những nhiệm vụ của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của giai đoạn mới. Đúng là 30 năm thì chưa thật dài so với lịch sử của một đất nước, nhưng vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tự hào khẳng định Đảng ta thật vĩ đại? Và dù người nói với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, những cụ từ đặc biệt sau đó vẫn được người lặp lại 4 lần. Tôi xin nhấn mạnh là 4 lần sau nữa trong bài phát biểu cùng những dẫn chứng và lý lẽ thuyết phục để chứng minh yếu tố làm nên sự vĩ đại của Đảng. Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xíu thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra. Từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền dương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế phản phong. Bằng cách sử dụng hình ảnh trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra, để so sánh đối lập với màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam để đáp ứng một nguyện vọng bức thiết của lịch sử, đó là để cứu dân,
cứu nước khỏi vòng nô lệ của thực dân và áp bức của phong kiến. Lãnh đạo quần chúng lao khổ đấu tranh giai cấp để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản. Và cũng rất giản dị, người tóm tắt quá trình đấu tranh anh dũng, hy sinh của Đảng trong 30 năm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc và xây dựng đất nước, còn để làm gì? Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam không hề dùng những câu văn đao to búa lớn để nói về nhiệm vụ cách mạng, về mục tiêu mà những con người đi theo cách mạng cần đặt ra là gì. Thế còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm hết nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như là tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân ta. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, mà đồng thời là vì nó là gần gũi tận trong lòng của mỗi người đồng bào ta. Người cách mạng, như lời Bác dạy, phải lo công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại phải luôn quan tâm đến những việc nhỏ như là tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân ta. Một bài phát biểu trong một dịp lễ trọng không dùng những lời triết lý xa xôi, chỉ bằng những hình ảnh thật nhất, gần gũi nhất với dân. Vậy nên từng lời, từng ý càng trở nên thuyết phục. Thật vậy, sự vĩ đại đâu phải là lớp vỏ hào nhoáng. Đảng vĩ đại phải chính từ hành động dũng cảm, hy sinh, một lòng một dạ trung thành của lớp lớp thế hệ đảng viên với Đảng và với dân. Vào những lúc thử thách cam go, người đảng viên cộng sản phải biết hy sinh vì quyền lợi tối cao của dân, của nước. Trong 15 năm đấu tranh trước cách mạng tháng 8 và trong 89 năm kháng chiến, biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân vì Đảng mà hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp trung ương của Đảng đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém hoặc đập chết trong nhà tù. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Trong 31 đồng chí hiện nay là ủy viên Đảng, ủy viên Trung ương ta, trước ngày khởi nghĩa đã được đế quốc Pháp tặng cho 222 năm tù đày. Đó là không kể những án tử hình vắng mặt và những cuộc vượt ngục trước khi hết hạn tù. Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí ta đã lợi dụng những ngày tháng ở tù để hội họp và học tập lý luận. Một lần nữa, việc đó là chứng tỏ rằng chính sách khủng bố cực kỳ dã man của kẻ thù chẳng những không ngăn trở được bước tiến của cách mạng, mà trái lại, nó đã trở nên một thứ lửa thử vàng. Nó rèn luyện cho người cách mạng càng thêm cứng rắn. Mà kết quả là cách mạng đã thắng mà đế quốc đã thua. Không chỉ nói về quá khứ và sự tự hào, không chỉ nói về những thành tựu và những niềm vui phấn khởi, bài phát biểu quan trọng nhất của dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng đã như một hồi chuông cảnh tỉnh về những mầm mống, những biểu hiện cần đấu tranh. Thêm một lần nữa, chính trong thời điểm này, người khẳng định lại rằng Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Người cộng sản Việt Nam không một chút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là hết lòng, hết sức phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Do vậy, hơn bao giờ hết, Đảng cầm quyền càng phải phấn đấu rèn luyện để trở thành một Đảng thật trong sạch vững mạnh, phải xây dựng Đảng trên cơ sở lấy dân làm gốc. Toàn thể đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động
bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì đều phải trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế tài chính, gương mẫu trong mọi việc làm, phải đoàn kết và học hỏi những anh em ngoài đảng và ngoài đoàn để cùng nhau tiến bộ. Đảng là một thực thể sống, vì vậy đảng không thể không có sai lầm. Thế nhưng trong sai lầm ấy thì đảng ta nhận ra, đã biết vượt lên chính mình để ngày càng gắn bó mật thiết với dân. Trong điều kiện nào cũng vậy, đảng vẫn phải luôn là đội tiền phong của giai cấp công nhân, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, danh dự và lương tâm của cả dân tộc. Tuyệt đối không thể thay đổi mục đích và lý tưởng. Và chính vì vậy đảng ta là đạo đức, đảng là văn minh. Đảng ta vĩ đại như biển rộng, núi cao. 30 năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, là hòa bình ấm no. Công ơn đảng thật là to. 30 năm lịch sử đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Và để kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại những lời khẩu hiệu được hô vang trong lễ kỷ niệm thành lập đảng tròn 30 tuổi, cùng với thời điểm khi đảng đã 90 tuổi, để thấy được những bước tiến phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Và để thấy sự tự hào, lắng đọng thực sự trong mỗi đảng viên, để hôn đúc niềm tin, sự sắt son trong mỗi người. Xin quý vị hãy cùng nghe lời Bác để lại 60 năm trước và sự tiếp nối của thế hệ ngày hôm nay. Tôi đề nghị chúng ta hô mấy khẩu hiệu: Đảng Lao động Việt Nam vĩ đại muôn năm, nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh muôn năm, đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại muôn năm, chủ nghĩa cộng sản muôn năm, hòa bình thế giới muôn năm, muôn năm, muôn năm. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và câu chuyện về lời khẳng định của Bác, Đảng ta thật vĩ đại, xin được dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ podcast playlist Lời của Bác do Media 21 Radio sản xuất trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh fanpage của Media 21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong series Lời của Bác do Media 21 thực hiện. Tôi là Bùi Chí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong không gian âm thanh lịch sử này. Thưa quý vị, series podcast Lời của Bác với những nội dung radio rất đặc biệt nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất được trích xuất từ bản gốc thu âm các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ trước. Thưa quý vị, một khi không khí chiến tranh nóng bỏng cận kề, làm thế nào để hiệu triệu muôn người như một, sẵn sàng tòng quân giết giặc? Làm thế nào để mỗi người dân đều được bày tỏ ý kiến và thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của mình, để từ đó góp người, góp của, cùng đồng lòng đánh bại kẻ thù? Trong suốt chiều dài lịch sử, đã không chỉ có một hội nghị Diên Hồng khi vua Tô nhà Trần rừng rực hào khí Đông A chống giặc.
có một hội nghị thứ hai đã diễn ra vào thế kỷ 20 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Tháng 3 năm 1964, sau nhiều thất bại tại miền Nam nước ta, Đế quốc Mỹ thông qua kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng McNamara hoạch định mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triệu tập và chủ trì hội nghị chính trị đặc biệt họp trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 1964 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Tham dự hội nghị chính trị đặc biệt cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hơn 300 đại biểu gồm cán bộ lão thành, các nhà hoạt động chính trị, văn hóa xã hội được nhân dân quý mến, đại biểu các giới, các ngành, những anh hùng và chiến sĩ thi đua cùng trí thức tiến bộ và nhân sĩ yêu nước và hơn 500 đại biểu thủ đô. Đây được coi là hội nghị Diên Hồng lần hai trong lịch sử. Và điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, quý vị và các bạn có thể hình dung rằng tại một sự kiện đặc biệt như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bài phát biểu của mình bằng câu nói nào? Xin được cùng nghe và cảm nhận. Thưa các cụ và các đồng chí thân mến, từ ngày hòa bình lập lại đến nay vừa đúng 10 năm, trong thời gian ấy, ở trong nước và trên thế giới có nhiều biến đổi to lớn. Cuộc hội nghị chính trị đặc biệt này là cơ hội tốt để chúng ta xem lại những sự kiện đã qua và bàn bạc về những vấn đề sắp tới. Trong ký ức của những đại biểu tham dự hội nghị ngày ấy, khi nghe lời thưa trịnh trọng, thưa các cụ và đồng chí thân mến, ai cũng ngỡ như mình được tham dự hội nghị Diên Hồng của nước Việt. Cảm nhận đó là hội nghị của những người đồng chí hướng, đồng lòng quyết tâm, như hội nghị tham kiến các vị bô lão với tinh thần bất khuất dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng trên dưới một lòng của quân dân nhà Trần. Với họ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng quyết không thể làm người mất nước. Thưa các cụ và các vị, các đồng chí, 10 năm qua, dưới chính quyền của nhân dân, 17 triệu đồng bào ta ở miền Bắc đều đoàn kết một lòng ra sức xây dựng đất nước, xây dựng một đời sống mới, tăng cường lực lượng về mọi mặt. Nhưng thành tích to lớn của miền Bắc ngày càng tỏ rõ chế độ xã hội chủ nghĩa là rất tốt đẹp và đang cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ta. Cảnh tượng miền Bắc ngày càng đổi mới, càng lớn mạnh là một việc đáng tự hào, phấn khởi của cả dân tộc ta từ Bắc đến Nam. Đó cũng là điều vui mừng chung của anh em bầu bạn ta khắp thế giới. Có nhớ lại tình cảnh của miền Bắc ta khi hòa bình mới lập lại thì mới thấy rõ những tiến bộ của nhân dân ta hiện nay. Chiến tranh xâm lược của bọn thực dân đã làm cho nền kinh tế của ta tuyệt kệ. 1/7 ruộng đất bị bỏ hoang, 1/3 ruộng đất thì không có nước tưới để mà cày cấy. Các công trình thủy lợi đều bị phá hủy, 1/4 số trâu bò bị giặc bắn giết, hàng chục vạn nóc nhà, hàng trăm thị trấn lớn nhỏ bị đốt rụi. Số nhà máy đã ý đợi thì lại đều bị giặc tàn phá, máy móc thì bị tháo mang đi. Sản xuất bị bế tắc, đường xá cầu cống xe cộ phần lớn là bị phá hoại. Ở thành phố, hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nạn đói đe dọa khắp nơi. Tóm lại là một cảnh tượng hoang tàn, sơ sát, nhưng nhân dân ta đã anh dũng trong kháng chiến chống địch thì nay cũng anh dũng trong cuộc đấu tranh gian khổ, vượt mọi khó khăn để xây dựng lại đời sống mới của mình. Trong vòng 3 năm, chúng ta đã hàn gắn xong những vết thương chiến tranh để lại. Với tầm nhìn chiến lược sắc sảo, vượt trước thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị báo cáo chính trị hết sức công phu, tỉ mỉ.
người khơi dậy truyền thống đánh giặc ngoại xâm của tổ tiên, vạch rõ âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam, tăng cường phá hoại, khiêu khích miền Bắc của đế quốc Mỹ. Người nêu rõ quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó là miền Bắc là căn cứ địa, hậu phương lớn, miền Nam là tiền tuyến lớn. Và chính trong bài phát biểu này, lời khẳng định, lời tiên đoán chắc chắn về sự thảm bại của kẻ thù xâm lược nếu có ý định động đến miền Bắc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định. Báo chí Mỹ cũng đã thú nhận rằng trong một năm qua, du kích miền Nam đã cướp được hơn 8.000 súng Mỹ để tự trang bị cho mình. Hiện nay, bọn hiếu chiến Mỹ và bè lũ tay sai mới của chúng lại ba hoa hô hào bắc tiến. Nhưng chúng phải hiểu rằng nếu chúng liều lĩnh động đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ thất bại thảm hại. Khi nói đến những chiến công to lớn của chúng ta tại miền Nam và những khổ đau cùng cực mà người dân phải gánh chịu dưới bom đạn đế quốc Mỹ, Bác Hồ bật khóc. Mọi người thấy rõ hai hàng nước mắt chảy ròng xuống má Bác. Người rút chiếc khăn tay trong túi áo ra lau và nghẹn ngào hồi lâu, không sao nói tiếp được. Cả hội trường đầy ắp người cùng im phăng phắc. Mọi người cố nén xúc động. Người điều hành cuộc họp hôm ấy, giáo sư Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã đứng lên thay mặt đoàn chủ tịch xin phép đề nghị toàn thể hội nghị giải lao tại chỗ vài phút. Giáo sư chúc chủ tịch nước mạnh khỏe. Sau phút xúc động, nét mặt Bác trở lại thanh thản như phong cách thường lệ của người. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Lời Bác tại Hội nghị Chính trị đặc biệt đã thực sự trở thành mệnh lệnh chỉ đạo hành động cách mạng đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ở hai miền Nam Bắc. Với lời kêu gọi của Bác, mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng miền Nam. Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, như ba nhất trong lực lượng vũ trang, đại phong trong nông nghiệp, duyên hải trong công nghiệp, ba sẵn sàng trong thanh niên, ba đảm đang trong phụ nữ. Cùng với đó xuất hiện nhiều khẩu hiệu hành động như vững tay cầy, chắc tay súng, vững tay búa, chắc tay súng trên khắp ruộng đồng, nông trường, nhà máy, xí nghiệp và công trường ở miền Bắc, đã minh chứng sống động về sự đồng thuận của toàn dân tộc với nhiệm vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hội nghị chính trị đặc biệt cũng đã tạo động lực để toàn quân gấp rút triển khai, thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh về việc chuyển một bộ phận lực lượng vũ trang, trong đó quân chủng phòng không không quân chuyển từ trạng thái thời bình sang trạng thái có tính chất thời chiến. Rất nhanh sau đó, miền Bắc đã thiết lập được thế trận trên không, trên biển, ven biển vững chắc, hiểm hóc, liên hoàn, nhiều tầng nhiều lớp, sẵn sàng đón đánh không quân và hải quân Mỹ. Đúng như dự đoán của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ đã sử dụng hải quân và không quân đánh phá miền Bắc. Do được chuẩn bị chu đáo cả về thế trận và lực lượng, nên quân và dân miền Bắc đã đánh thắng ngay từ trận đầu. Bắn rơi 8 chiếc và làm bị thương 2 chiếc máy bay Mỹ, bắt sống một phi công. Chiến thắng này đã thực sự gây bất ngờ choáng váng cho không lực Mỹ. Chiến công đó còn là kết quả, là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu hiện sinh động cho sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, nhân tố bảo đảm vững chắc cho quân và dân miền Bắc giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ. Đó là nền tảng vững chắc cho phong trào cách mạng miền Nam tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới, to lớn hơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Và câu chuyện về lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Chính trị đặc biệt
tháng 3 năm 1964, Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ 20 xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ Postcard Playlist Lời của Bác do Media 21 Radio sản xuất trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh fanpage của Media 21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong series Lời của Bác do Media 21 thực hiện. Tôi là Bùi Chí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong không gian âm thanh lịch sử này. Thưa quý vị, series podcast Lời của Bác với những nội dung radio rất đặc biệt nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất được trích xuất từ những bản gốc thu âm các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ trước. Bên cạnh những tư liệu gốc, chúng tôi cũng mong muốn được cùng quý vị tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử cũng như tác động quan trọng từ những bài phát biểu đặc biệt này và những bài học để lại cho ngày hôm nay. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, cổ vũ, động viên, phát huy và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, các anh hùng lực lượng vũ trang hay anh hùng lao động, để nhân lên cái đẹp, đẩy lùi cái xấu, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ cách mạng. Bác dạy rằng 100 bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống, và quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, có đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Sự ra đời của danh hiệu anh hùng được khởi đầu từ tư tưởng đó. Năm 1951, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Hội Liên Việt chủ trương tổ chức Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua để khích lệ và tuyên dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và lao động sản xuất. Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 1952 tại căn cứ địa Việt Bắc. Sau kỳ đại hội này, ngày 10 tháng 8 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc cho 7 chiến sĩ thi đua và sắc lệnh tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất cho 24 chiến sĩ thi đua. Và ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã diễn ra lần tuyên dương thứ hai để biểu dương các anh hùng quân đội với lời chào mừng nồng nhiệt của Bác. Theo quyết định của Chính phủ, hôm nay Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh làm lễ long trọng tuyên dương danh hiệu anh hùng quân đội cho 26 chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất trong quân đội ta. Năm 1952, ở Đại hội thi đua toàn quốc, quân đội ta mới có 4 anh hùng, mà năm nay thì kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì chúng ta đã có thêm 26 anh hùng quân đội nữa. Đó là một bước tiến lớn của quân đội và của nhân dân ta trong chiến đấu và trong xây dựng. Đối với bộ đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở ngôi cao mà không xa, giữ trọng trách lớn mà luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho mọi cán bộ chiến sĩ, từ Tổng Tư lệnh quân đội đến người lính binh nghỉ. Ngay trong cách xưng hô, cũng thấy người đã thể hiện một thái độ thân tình đặc biệt bằng những đại từ nhân xưng thân mật nhất. Xin nhớ lại rằng khi người nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, này là Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, tháng 9 năm 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bác dùng đại từ nhân xưng là Bác, cháu trong ngữ cảnh này, vừa thể hiện sự gần gũi yêu thương
như người cha, người bác dành cho con cháu, vừa nói lên tình cảm sâu nặng và niềm tin son sắt của lãnh tụ đối với cán bộ chiến sĩ quân đội ta trong sự nghiệp bảo vệ Giang Sơn, Gấm Vóc. Và khi nói chuyện với các anh hùng vừa được tuyên dương, bác dùng ngôi chú để thấy tình cảm gần gũi, thân mật siết bạc. Và cũng vì thế, những lời dặn dò của bác lại càng thêm sâu sắc. Trong kháng chiến thì các chú thi đua giết giặc lập công, mà ngày nay thì các chú phải thi đua xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh, làm hậu tuấn vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước. Tức là phải ra sức học tập quân sự, học tập chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, triệt để thực hiện chính sách, làm tròn mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho các chú. Cách mạng có nhiều công việc, nhưng công việc gì cũng là để phục vụ nhân dân, công việc gì cũng là quan trọng. Thì có tinh thần cách mạng, làm tròn nhiệm vụ thì làm gì cũng có thể là trở nên anh hùng được. Vì vậy các chú phải đẩy mạnh thi đua cho rộng khắp hơn nữa, làm cho ai nấy, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ ở cương vị nào đều thi đua lập được thành tích lớn hơn nữa, ngành nào cũng thi đua tiến bộ mạnh hơn nữa, học tập và đào tạo được nhiều anh hùng chiến sĩ hơn nữa. Anh hùng thật là những người bất cứ việc to, việc nhỏ, luôn cố gắng vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài Anh hùng giả và Anh hùng thật đăng trên báo Nhân dân tháng 11 năm 1953. Và đặc biệt, những anh hùng trong kháng chiến đã được bác Căn dặn trước tiên là không ngủ quên trên chiến thắng, mà phải ý thức được về những nhiệm vụ, những trọng trách phải phấn đấu trong giai đoạn mới của cuộc cách mạng. Các chú anh hùng thì cần phải nhận rõ là vinh dự của các chú rất lớn, mà nhiệm vụ của các chú cũng rất to. Các chú phải luôn luôn cố gắng tiến bộ mãi, phải khiêm tốn và gần gũi anh em, làm gương mẫu về mọi mặt, phải ra sức học tập chính trị, quân sự, chuyên môn và văn hóa, phải trau dồi đạo đức cách mạng, phải thường xuyên phê bình và tự phê bình để tiến bộ mãi. Các chú tuyệt đối chớ có tự cao tự đại, chớ cho mình là giỏi rồi. Các chú phải luôn luôn nhớ rằng thành tích là thành tích tập thể, anh hùng là anh hùng tập thể, chứ không phải là thành tích và anh hùng cá nhân. Đó là vinh dự chung của toàn quân, chứ không phải là vinh dự riêng của cá nhân. Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, từ năm 1945 đến năm 1969, mặc dù bận trăm công nghìn việc lo cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, nhưng Bác Hồ đã dành nhiều tâm sức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục quân đội, từ việc lớn đến việc nhỏ. Nói về việc lớn thì Bác dạy rằng toàn thể cán bộ và chiến sĩ cần phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, cần phải nâng cao lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân, cần phải nắm vững đường lối quân sự của Đảng, ra sức rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật, cần phải luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Nhưng kể cả từng việc nhỏ
thì bác cũng căn dặn bộ đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim sợi chỉ của nhân dân, và phải kính yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân ở mọi lúc, mọi nơi. Có rất nhiều câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, chúng ta đều thật xúc động về tình cảm cao đẹp của vị lãnh tụ đã dành cho cán bộ chiến sĩ quân đội. Chuyện rằng đầu năm 1954, bác làm việc tại chiến khu Việt Bắc. Thời tiết giá rét nên một chiến sĩ đi tuần đêm bị nhiễm lạnh và ho. Biết chuyện, bác lấy chiếc áo trấn thủ của mình đưa cho người lính mặc để đỡ rét. Tất nhiên là anh không dám nhận. Bác ân cần nói: "Chú cứ giữ lấy mà mặc, bác đã có áo khác." Rồi bác tự tay khoác chiếc áo vào vai người chiến sĩ trẻ, khiến anh vừa bối rối vừa cảm động khôn cùng. Vậy đấy, dù đứng ở ngôi cao mà không xa, giữ trọng trách lớn mà người luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho mọi cán bộ chiến sĩ, từ tổng tư lệnh quân đội đến người lính binh nhất binh nhì. Muôn vàn tình thân yêu của bác Hồ dành cho quân đội còn thể hiện sâu sắc ở những lời huấn thị, những lời giáo dục của người đối với các lực lượng, các quân chủng, binh chủng. Đó luôn là hành trang quý giá trên chặng đường phát triển của quân đội Việt Nam. Nói tóm lại, vì dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quân đội ta là quân đội anh hùng, cho nên anh hùng thi đua của quân đội, của dân tộc, chứ không phải là cá nhân. Với sự lãnh đạo và giáo dục của Đảng và Chính phủ, với sự giúp đỡ của tập thể, các chú cố gắng thì nhất định các chú sẽ tiến mạnh, tiến mãi. Các chú tiến mạnh, tức là quân đội ta tiến mạnh, tức là dân tộc ta tiến mạnh. Bác chúc các chú khỏe mạnh và tiến bộ không ngừng. Chúc quân đội ta thi đua thắng lợi hơn nữa, thêm nhiều anh hùng chiến sĩ mới hơn nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là vị thống soái tối cao của lực lượng vũ trang nhân dân ta. Người đã khai sinh ra quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, một quân đội mà nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Và thực sự, tình yêu thương, sự chăm lo của bác đối với các chiến sĩ đã được thể hiện trọn vẹn trong bài thơ Vô Đề mà người viết. Bài thơ này đã được nhà thơ Khưu Hữu Dụng dịch lại. Sương khuya xuống tựa mưa thu chút, sương sớm dày như mây biển răng. Áo rét gửi mau cho chiến sĩ, trời lạc nắng ấm báo xuân sang. Câu chuyện về những lời chỉ dạy của Bác Hồ với các anh hùng quân đội, về tình cảm của người với cán bộ chiến sĩ quân đội cách mạng xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ Radio Postcard Playlist Lời của Bác do Media 21 Radio sản xuất trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh fanpage của Media 21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong series podcast Lời của Bác trên kênh Media 21 Radio. Và tôi là Bùi Chí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong không gian âm thanh lịch sử này. Thưa quý vị, series podcast Lời của Bác với những nội dung radio rất đặc biệt nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất được trích xuất từ những bản gốc thu âm các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn nửa thế kỷ trước. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về một lời thách đố. Đúng, đó là lời thách đanh thép, thậm chí phải nói là những câu chỉ trích
chất vấn nóng lửa của Bác, người vốn rất thanh cao, rất dung dị, rất gần gũi với mọi người. Và đặc biệt hơn, đòn giáng chính trị này lại để dành cho một vị tổng thống quyền uy lẫy lừng của một quốc gia hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, chỉ trích đó là cách người ta vạch ra cái sai, cái xấu nhằm chê trách phê phán. Trong chính trị, đặc biệt là với vị thế của một nguyên thủ quốc gia, thì một lời chỉ trích, thậm chí là chỉ trích rất gay gắt, còn được gọi là một thông điệp mạnh mẽ của một đất nước, của cả một dân tộc. Những tư liệu quý mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay chính là lời chỉ trích, lời phê phán mạnh mẽ của Bác Hồ, mà không ai khác, đối tượng được người nhắm đến lại chính là người đứng đầu cường quốc lớn mạnh nhất thế giới, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Câu chuyện này được ghi lại cách đây tròn 60 năm, thời điểm khi mà Mỹ đã dấn rất sâu vào cuộc chiến tranh phi nghĩa tại miền Nam Việt Nam. Thông qua bài phát biểu tại Quốc hội ngày 8 tháng 5 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời thách đố Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ là John F. Kennedy, chất vấn ngài Tổng thống cường quốc hàng đầu thế giới liệu có dám trả lời những câu hỏi của nhân dân Việt Nam hay không. Nhân dịp này thì tôi thách Tổng thống Hoa Kỳ là Kennedy trả lời mấy câu hỏi sau đây. Một, Việt Nam xa cách Hoa Kỳ hàng vạn dặm. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ không thù oán gì nhau. Thì ông Kennedy có lý do gì mà gây nên cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam, hoang phí hàng tỷ đô la của nhân dân Hoa Kỳ để ủng hộ một chính quyền thối nát độc tài đã bị nhân dân miền Nam phỉ nhổ? Ông có quyền gì mà bắt buộc hàng vạn thanh niên con em người Hoa Kỳ sang giết hại người miền Nam Việt Nam, rồi thì họ cũng bị chết ở trong cái cuộc chiến tranh phi nghĩa bẩn thỉu ấy? Những lời phát biểu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong bối cảnh nào? Ẩn sau những phát biểu đó chứa đựng những vấn đề chiến lược, những mâu thuẫn đỉnh điểm gì? Thưa quý vị, đi ngược lịch sử 60 năm trước, Kennedy cùng với giới chính trị gia diều hâu ở Washington DC, những người tin rằng quân đội Mỹ được trang bị và chuẩn bị cho tình hình Việt Nam tốt hơn quân đội viễn chinh Pháp khi xâm lược Đông Dương. Họ tin rằng chỉ cần Mỹ tăng sự ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm thêm một chút thì sẽ đảm bảo thành công. Đặc biệt, nhóm Diều Hâu cũng là những người ủng hộ mạnh mẽ học thuyết Domino, cho rằng nếu miền Nam Việt Nam thất trận thì sẽ kéo theo nhiều quốc gia khác rơi vào vòng ảnh hưởng của Liên Xô. Xin quý vị hãy nghe lại những gì được chính Kennedy tuyên ngôn về sự áp đặt của nước Mỹ với toàn thế giới. Let every nation know. Hãy cho mọi quốc gia biết rằng, dù họ có muốn điều tốt lành cho chúng ta hay không, chúng ta sẽ bằng mọi giá, vượt mọi khó khăn, hỗ trợ bất kỳ đồng minh và đối chọi với bất kỳ kẻ thù nào, để bảo toàn cho sự tồn tại và thành công của tự do. Thưa quý vị, 60 năm trước, thời điểm năm 1961-1965, với chiến lược chiến tranh đặc biệt, Tổng thống John F. Kennedy đã thúc đẩy việc xây dựng quân đội ngụy Sài Gòn thành một đạo quân với vũ khí, trang bị hùng hậu, cùng cố vấn Mỹ tiến hành bình định, lập ấp chiến lược nhằm tiêu diệt các lực lượng vũ trang và chính trị của cách mạng miền Nam. Tôi xin lấy một ví dụ rất cụ thể về ý đồ của người Mỹ khi muốn thực hiện bình định Việt Nam trong 18 tháng. Đó là việc họ tăng số lượng viện trợ kinh tế và quân sự của thế giới tư bản cho chính quyền Sài Gòn lên gấp 3 lần trước đó. Họ tăng số lượng cố vấn quân sự Mỹ ở Việt Nam lên khoảng 16.000 người. Trước những sự thật và mưu đồ này của người Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thẳng thắn phê phán, lật tẩy âm mưu của Kennedy bằng chính những lập luận mà ông ta đã tuyên bố 10 năm trước đó như sau. Năm 1954, lúc đó ông là đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, thì ông đã phê bình Tổng thống Eisenhower như sau: tung tiền bạc, vũ khí và quân lính vào cung vùng rừng núi
Đông Dương mà không có một chút hy vọng xa xôi về thắng lợi, có thể là một điều nguy hiểm vô ích, là một hành động tự sát. Đấy là lời của Kennedy. Tôi, tức là Kennedy, hành thật tin rằng không có một sự tăng cường viện trợ quân sự nào của Mỹ ở Đông Dương mà có thể chinh phục được một kẻ địch đâu cũng có, và đồng thời đâu cũng không có một kẻ địch được nhân dân có cảm tình ủng hộ và che chở. Hành động tự sát một cách u mê. Tôi xin nhấn mạnh lại việc Bác Hồ sử dụng từ tự sát và u mê để thẳng thừng lên tiếng về những quyết định của Tổng thống Kennedy. Có lẽ ngay cả thời trước lẫn bây giờ, chúng ta đều có quyền đặt một câu hỏi rằng vì sao nhà lãnh đạo của một đất nước bé nhỏ như Việt Nam khi đứng trước một đại cường hàng đầu lại có thể hiên ngang, khẳng khái đến như vậy? Và xin đề cập thêm một chiều cạnh khác là chính giai đoạn này trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã xuất hiện khuynh hướng đánh giá quá cao sức mạnh của đế quốc Mỹ, làm nảy sinh tư tưởng do dự, hữu khuynh, hòa bình chủ nghĩa. Và thậm chí chính các nước đàn anh xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc cũng lo sợ xung đột nhỏ có thể gây ra chiến tranh thế giới, nhất là nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Như vậy, họ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối thống nhất hai miền Nam Bắc của Việt Nam. Vì sao Tổng thống Kennedy lại hành động tự sát một cách mù quáng? Điều mà nghị sĩ Kennedy đã cảnh cáo một cách sáng suốt. Dư luận chính đáng của nhân dân Mỹ và mà các nhân sĩ Hoa Kỳ đã nêu lên trong bức thư gửi cho Tổng thống ngày 1 tháng 3 năm 1963. Tức là chấm dứt sự can thiệp quân sự vào miền Nam Việt Nam và triệu tập một cuộc hội nghị quốc tế để vạch ra một giải pháp hòa bình. Thì Tổng thống Kennedy có muốn hay là không muốn làm theo dư luận chính đáng của nhân dân Mỹ? Thưa quý vị, những thông điệp của Bác Hồ từ 60 năm trước góp phần minh chứng về sự linh hoạt, sắc sảo, tài tình của chiến lược chính trị độc lập, tự chủ của Việt Nam. Ví như hình ảnh một cây tre Việt Nam thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi. Quả thực, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam ở thời nào cũng vậy, rất mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt. Sự quyết liệt kiên cường từ đâu mà có? Trước tiên là phải từ bản lĩnh, từ sự kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn. Và đặc biệt, sự kiên cường, bản lĩnh được chui rèn bằng một khát vọng tối thượng là vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Chắc chắn rằng thế hệ bây giờ có cơ hội được lắng nghe lại lời của người, khi ngấm sẽ được thẩm thấu biết bao điều. Hãy tự rèn luyện mình thành những nhà quản trị, những nhà lãnh đạo có bản lĩnh, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, biết tiến, biết thoái, tùy cơ ứng biến nhưng lạt mềm buộc chặt. Và câu chuyện về lời thách đố của Bác Hồ với Tổng thống John F. Kennedy xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ bản podcast playlist Lời của Bác do Media 21 Radio sản xuất trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh fanpage của Media 21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong series podcast Lời của Bác do Media 21 thực hiện. Và tôi là Bùi Chí Trung, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong không gian âm thanh lịch sử này. Thưa quý vị, series podcast Lời của Bác với những nội dung radio rất đặc biệt nhằm gửi đến quý vị những tư liệu gốc, những câu nói, những danh ngôn và thông điệp đặc sắc nhất được trích xuất từ những bản gốc thu âm các bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
từ hơn nửa thế kỷ trước. Bên cạnh những tư liệu gốc, chúng tôi cũng mong muốn được cùng quý vị tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử, cũng như tác động quan trọng từ những bài phát biểu đặc biệt này và những bài học để lại cho ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Bác Hồ có nhiều lần trả lời phỏng vấn các phóng viên báo chí nước ngoài. Trong đó, hãng truyền hình Đảng Cộng sản Nhật Bản NDN đã trở thành hãng quốc tế duy nhất đưa toàn bộ thông tin, hình ảnh về miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn kể từ khi cuộc ném bom của đế quốc Mỹ bắt đầu từ tháng 2 năm 1965 cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết. Và tất nhiên, cho đến bây giờ, NDN vẫn là một trong những hãng truyền thông quốc tế gắn bó mật thiết nhất với Việt Nam. Vậy vì sao hãng truyền hình NDN lại có một cơ duyên lịch sử với Việt Nam đặc biệt đến như vậy? Ngược dòng thời gian, đầu năm 1959, ở Nhật Bản dấy lên một cuộc đấu tranh đòi hủy bỏ Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ ký ở San Francisco. Lực lượng lãnh đạo của phong trào này là những người dân chủ và cộng sản. Và thế là diễn ra một cuộc thanh trừng trong quốc hội, chính phủ và các tổ chức xã hội, nhất là công đoàn. Trong đó có một nhóm lãnh đạo ban thông tin của đài phát thanh Nhật Bản NHK cũng tham gia phong trào này. Rất tiếc là những đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản này bị phát hiện và bị cơ quan trực thuộc chính phủ sa thải ngay lập tức. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, những người này đã thành lập nên một hãng sản xuất chương trình truyền hình mới mang tên Nippon Denpa News NDN vào ngày 2 tháng 3 năm 1960. Văn phòng NDN được cấp phép chỉ sau 2 tháng kể từ khi xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964. Đến tháng 12 năm 1964 thì NDN lập văn phòng ở Hà Nội và tháng 2 năm 1965, phóng viên của họ đã kịp quay trận ném bom phá hoại đầu tiên của Mỹ tại miền Bắc. Tới ngày 7 tháng 2 năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ bắt đầu bằng cuộc ném bom vào thị xã Đồng Hới. Những hình ảnh NDN đã biên tập và phát trên truyền hình Nhật Bản đã chính thức công bố với thế giới rằng Mỹ đã khai mào cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Tất cả các đài truyền hình của Nhật Bản đều phát những hình ảnh này. Riêng tại Mỹ, có tới 3 đài truyền hình đã phát thông tin này. Và cũng thông qua những tác phẩm và làn sóng của NDN đã công bố ý kiến chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận định về đặc điểm cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Đặc điểm đó là đế quốc Mỹ càng đưa thêm quân đội vào miền Nam và càng đẩy mạnh việc ném bom bắn phá nông thôn và thành thị ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Mỹ càng thất bại nặng nề. Ở miền Nam thì chỉ tính trong 2 tháng đầu năm nay, quân và dân miền Nam đã diệt 32.000 tên địch, mà trong đó thì có 16.000 tên Mỹ, diệt gọn 7 tiểu đoàn và 3 đại đội địch, thì trong đó có 4 tiểu đoàn Mỹ, bắn rơi và phá hủy hơn 500 chiếc máy bay, phá hủy gần 300 chiếc xe quân sự. Ở miền Bắc thì cuộc tiến công bằng không quân của Mỹ cũng thất bại. Tính đến mùng 8 tháng 3 năm nay thì quân và dân miền Nam đã bắn rơi hơn 900 chiếc máy bay Mỹ. Trên mặt trận quốc tế thì cuộc vận động tiến công hòa bình của Mỹ cũng thất bại. Nó không lừa bịp được ai mà chỉ làm cho Mỹ thêm cô lập. Hiện nay Tổng thống Johnson đang ráo riết chuẩn bị đưa thêm hàng vạn lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Quân đội xâm lược Mỹ và chư hầu thì đang tiến hành chính sách tội ác man rợ như giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Nhưng địch càng hung dữ thì nhân dân Việt Nam càng đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, càng quyết tâm đánh thắng chung. Cuối cùng, đế quốc Mỹ nhất định sẽ thất bại, mà cuộc kháng chiến cứu nước
của nhân dân Việt Nam mình nhất định sẽ thắng lợi. Thì dù là phải lâu dài, gian khổ, nhưng mà cuối cùng sẽ thắng lợi. Người thành lập ra hãng truyền hình NDN là Yanagisawa Yasu, vốn là phóng viên của NHK. Ông đã đến Sài Gòn vào những năm 1940 và ông thấy rất thích đất nước, con người Việt Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ông lại càng ngưỡng mộ người Việt Nam. Trong chuyến đi đến Hà Nội vào năm 1962, nhà báo Nhật Bản đã đi bằng đường sắt qua Lạng Sơn và vào Việt Nam. Yanagisawa Yasuo sang Hà Nội và xin phỏng vấn Hồ Chí Minh là theo sự giới thiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính Tổng Giám đốc của NDN đã hỏi xin ý kiến Hồ Chủ tịch về việc đề xuất thành lập văn phòng tại Hà Nội. Với đề xuất này, người chỉ trả lời bằng một câu hỏi: những hình ảnh của các anh sẽ chỉ phát ở Nhật hay cả ở bên ngoài nước Nhật? Điều này đã chứng tỏ Hồ Chí Minh có tầm nhìn quốc tế về vai trò của báo chí. Và thực tế sau này đã minh chứng điều đó. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng NDN vào năm 1966, Hồ Chủ tịch đã đưa ra những nhận định để bạn bè khắp năm châu có nhận thức rõ ràng hơn không chỉ về tình hình chiến tranh tại Việt Nam mà còn về bối cảnh phức tạp của cả chiến trường Đông Dương vào thời điểm đó. Khi giới cầm quyền Mỹ tuyên bố sẽ đưa quân đội Mỹ vào Việt Nam để mở rộng cuộc chiến và có ý định tấn công miền Trung của Lào. Đồng thời, Mỹ cũng điều quân đội của chính quyền miền Nam Việt Nam cùng với quân đội Thái Lan tiến sâu vào lãnh thổ Campuchia. Những hành động xâm lược của đế quốc Mỹ và Tây Sai đối với Lào và Campuchia là nằm trong âm mưu của Mỹ mở rộng chiến tranh ở Đông Dương và Đông Nam Á. Mỹ đã thực hiện âm mưu này từng bước. Như ở Lào thì chúng tăng cường dùng không quân ném bom dã man cùng giải phóng Lào. Chúng dùng quân của bọn Tây Sai liên tiếp tiến công quân giải phóng của nhân dân Lào. Chúng lén lút đưa quân Thái Lan vào Lào ngày càng nhiều. Hiện nay chúng đang tính đến việc đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược Trung và Hạ Lào. Đối với Campuchia thì bọn xâm lược Mỹ chẳng những xúi dục bọn Tây Sai miền Nam Việt Nam và Thái Lan liên tiếp khiêu khích ở biên giới, mà chúng còn láo xược tuyên bố quân Mỹ thì có thể xâm phạm lãnh thổ Campuchia bất cứ lúc nào. Đây là những hành động xâm lược cực kỳ trắng trợn đối với độc lập, chủ quyền và trung lập các dân tộc Lào và Khmer, đe dọa nghiêm trọng hòa bình Đông Dương và Đông Nam Á. Đế quốc Mỹ muốn biến các nước Đông Dương thành một chiến trường thì nhân dân Đông Dương nhất định sẽ càng đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đánh thắng chúng. Những hình ảnh và lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hãng truyền hình NDN dày công chuyển về Nhật rồi đưa sang đông đảo công chúng các nước châu Âu và châu Mỹ. Chắc chắn rằng đã có rất nhiều khó khăn, thậm chí là rất nhiều rắc rối mà NDN đã gặp phải. Đó chưa kể đến những sức ép của Nhà Trắng với chính phủ Nhật Bản. Ví dụ như trong một cuộc họp báo ở thủ đô Washington DC, đại diện Nhà Trắng đã hỏi phóng viên Nhật Bản rằng hãng nào mà lại toàn đưa tin chống Mỹ đến như vậy. Sau này, hãng truyền hình NDN vẫn có duyên nợ với những cuộc chiến tranh của Mỹ. Sau Việt Nam là Afghanistan hay Iraq, văn phòng báo chí Nhà Trắng đã đặt câu hỏi: NDN là hãng nào mà táo tợn như vậy? Mỹ gây chiến ở đâu là NDN có mặt ở đó? Và như một câu ngạn ngữ của Nhật, cái hình nhân này làm cho người ta sợ hãi. NDN được ví như hình nhân đó với Nhà Trắng. Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam
uy hiếp ngày càng nghiêm trọng hòa bình và an ninh của các dân tộc Đông Dương và Đông Nam Á. Đó là một sự vi phạm hết sức thô bạo đối với Hiệp nghị Geneva năm 1954 về Việt Nam và mọi luật pháp quốc tế. Nhân dân chúng tôi phải chiến đấu để tự vệ vì độc lập của Tổ quốc mình và vì hòa bình thế giới. Trong bức thư gửi các vị đứng đầu một số nước ngày 24 tháng 5 vừa qua thì tôi đã vạch rõ sự thật đó, nói lên cái quyết tâm của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược để làm tròn nghĩa vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế của mình. Dù có lâu dài gian khổ, cuộc đấu tranh chính nghĩa đó nhất định sẽ thắng lợi. Ngay khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, Nhật Bản là một trong những nước tư bản đầu tiên có phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam sớm và mạnh mẽ. Nhiều người dân Nhật Bản yêu hòa bình và công lý đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Năm 1964, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam, phong trào đấu tranh chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam tại Nhật Bản đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu biểu là sự ra đời của Ủy ban Hòa bình cho Việt Nam vào tháng 4 năm 1965. Ủy ban được thành lập có hơn 350 nhóm hoạt động dưới nhiều hình thức trên khắp nước Nhật, như đeo khẩu hiệu phản đối chiến tranh khi đi làm, tổ chức diễu hành, thiết kế sách, áp phích, tranh cổ động hay thành lập những nhóm binh sĩ Mỹ ngầm phản đối chiến tranh trong các căn cứ quân sự của Mỹ đóng ở Nhật. Phải chăng chỉ những ai đã từng trải qua đau thương mất mát của chiến tranh mới hiểu rõ hơn hết cái giá của hòa bình? Những người Nhật Bản đã từng tham gia các hoạt động vì hòa bình cho Việt Nam tại Nhật Bản đều xuất phát từ tình cảm và sự ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa dành cho nhân dân Việt Nam. Những hành động đó là thiện nguyện và rất đáng trân trọng, bởi họ mong muốn thấy một đất nước tươi đẹp, ở đó không còn khói đạn của chiến tranh, nhân dân được sống trong hòa bình. Và đó cũng chính là thông điệp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến người dân Nhật Bản. Nhân dân Nhật nói chung mà trí thức Nhật nói riêng đã có hoạt động tích cực để chống chiến tranh xâm lược Mỹ và ủng hộ cái cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Thì có những cái cuộc diễn thuyết, có những cái bài viết, rồi trí thức Nhật quyên tiền để thuê báo Mỹ đăng những cái ý kiến của mình cho chẳng những nhân dân Nhật biết mà cho nhân dân Mỹ cũng biết là cái xu hướng, cái ý kiến của trí thức Nhật đối với cuộc chiến tranh phi nghĩa là thế nào và đối với cái chính nghĩa của nhân dân Việt Nam là hết sức ủng hộ. Còn về công nhân dân lao động Nhật thì lại càng hăng hái. Trong tất cả những cái cuộc vận động, cuộc biểu tình, cuộc bài công, tất cả những cái cuộc vận động lớn thì nhân dân lao động Nhật đều là có liên hệ với đòi Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Thanh niên Nhật cũng hăng hái. Thì nói tóm lại là chúng tôi rất biết ơn cái sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Nhật, trí thức cũng như nhân dân lao động. Còn tôi thường tiếp được một số thư của công nhân, của thanh niên, thì nói lên cái lòng hăng hái của họ, mà nói nếu bao giờ nhân dân Việt Nam cần thì họ sẵn sàng sang cùng nhân dân Việt Nam kề vai hết cánh để chống lại đế quốc Mỹ. Đó là một cái
cái tình hữu nghị rất là quý báu. Mà như thế là nhân dân Nhật cũng đã thấy cái tương lai của nước Nhật và tương lai của Việt Nam là nó khăng khít với nhau. Mà cái sức đoàn kết của chúng ta thì nhất định là thắng lợi. Nhờ các đồng chí chuyển cái lời biết ơn của nhân dân Việt Nam đến nhân dân Nhật. Arigato gozaimasu. Một khát khao chân chính, khát vọng hòa bình luôn là lý tưởng cao đẹp mà nhân loại muốn hướng đến. Đó cũng chính là điểm mấu chốt trong tất cả các câu chuyện giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phóng viên quốc tế. Đó cũng chính là lý do vì sao cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam được truyền thông và bạn bè quốc tế ủng hộ mạnh mẽ như vậy. Câu chuyện về cuộc phỏng vấn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với hãng truyền hình Nhật Bản NDN xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ podcast playlist Lời của Bác do Media 21 Radio thực hiện trên các nền tảng Spotify, SoundCloud, YouTube và kênh fanpage của Media 21 Radio. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.